có 4 cái loại vật liệu lát sân là một xu hướng năm 2023, và cái loại thứ tư mới là cái loại mà biệt thự dùng, 90% biệt thự dùng. Thì ngày hôm nay đầu tiên là top đầu tiên đó là gạch lát sân vườn màu ghi đó, ít hoa văn. Thì đây Hùng muốn chia sẻ với các bác là rất là nhiều loại hoa văn loại sân vườn khác nhau đúng không ạ, nhưng mà đây là một trong cái loại gạch mà ít hoa văn đấy. Một số điểm nhấn hoa văn này ở đây là một trong cái là xu hướng rất là nhiều người lựa chọn, và màu đây là màu ghi. Thế thì tại sao lại là top? Bởi vì một cái sân ấy lên ấy tránh rối mắt thì các bác là nên chọn loại ít hoa văn đó. Đây là cái gạch ít hoa văn. Vì thứ hai là gì, các bác nên lựa chọn gì? Lựa chọn là cái màu xám này, để khi mà đặc biệt là các bác là xây nhà mà sơn màu trắng sứ cho cái ngôi nhà của mình ấy, thì cái này nó rất là phù hợp, nó làm nổi bật lên hai cái màu tương phản, nó sẽ phù hợp với nhau đúng không? Rồi thứ hai là đó là màu ghi hoặc màu sáng, nhưng mà chỉ có một màu thôi đó, nhưng mà đặc biệt là chống trơn, đó là gạch thứ hai, xu hướng thứ hai ạ. Đó đấy, thì đấy là một cái xu hướng, cái lý do tại sao lại là một màu và một số gọi là có một số vân ở đây. Bởi vì khi mà các bác lựa chọn gạch lát lên cái sân mà đặc biệt là chống trơn như thế này ấy, thì nó khi mà có một gọi là một cái cả khoảng sân ấy mình không có một hoa văn nào đó thì mình cảm giác nó không có bị, một thời gian nó không bị lỗi thời, không có hoa văn gì đó luôn, nó không bị giả. Đấy, không bị giả ở đây. Đấy thì cái sân của mình nó cảm giác nó nao, năm nào cũng bị như được như này. Nhưng mà cái nhược điểm của cái đá gạch này thì sao? Thì nó là chất liệu rất mỏng, và chống chảy xước thì khi đó nó dễ, vì nó có lớp men nó rất là mỏng đây. Thì khi đó xe cộ đi vào hay tải trọng đi vào ấy, khi mà mình có thể là bị xây xước rất là nhìn rõ đó. Nhưng mà đây là một trong cái để rất là nhiều anh em lựa chọn. Cái việc thứ ba loại thứ ba đó là những cái màu sáng đó, màu sáng như này, màu sáng thay vì rất nhiều hoa văn, đúng không ạ, gạch đỏ, gạch sân vườn hoa văn hoa lá có cây cỏ giả kia, thì thay vì đó là những cái màu vàng cảm giác như vân đá, như là ở đây vân đá ở đây đó. Ok, thì đấy là để mình sao có một cái sân sáng hơn, cảm giác nó rộng hơn. Nhưng mà cái này cũng không phải là một cái lựa chọn tối ưu dành cho cái ngôi biệt thự hay nhà vườn. Thì ngay bây giờ Hùng sẽ chia sẻ với các bác là một cái gì, một cái loại vật liệu lát sân dành cho 90% ngôi biệt thự xây 2023 đang sử dụng. Ok, thì đây Hùng muốn nói đó là gì, đá lát sân tự nhiên. Ok, thì đây Hùng muốn chia sẻ với các bác, đây là lúc mà chưa ấy nữa đúng không, đây là lúc khô thì màu sắc nó sẽ bị gọi màu nó sáng hơn. Nhưng mà khi mà mình thử trời mưa hoặc là mình gọi là rửa sân đấy, đúng không? Hoặc là mình có thể mình gọi là rửa sân chẳng hạn, thì màu sắc nó sẽ đen hơn, nó lên đen, đúng không? Ok. Và đây tại sao là một cái lý do tại sao là 90% biệt thự sẽ sử dụng. Thứ nhất, độ dày của đá sẽ gì? Dày hơn rất nhiều so với gạch men, đúng không ạ? Hùng sẽ chia sẻ với các bác là một cái loại gạch men, đúng không? Đó, độ dày, đúng không? Độ dày của cái đá tự nhiên này nó sẽ là gấp 3 lần, đó, gấp 2 lần cho đến thậm chí là 3 lần, hơn 3 lần so với gạch men thông thường. Thế thì cái điều này có tác dụng gì? Thì các bác là khi mà xe ô tô đi lại lên trên chốc cái vị trí lát ấy, thì yên tâm về vấn đề là không sợ bị vỡ, bị lún. Cái việc thứ hai ấy là cái này thì được đá là đồng chất, độ cứng sẽ cao hơn nhiều so với những cái dòng gạch mà sử dụng đất nung và gạch men, tráng men đây. Thế thì đó là một cái điều mà rất là quan trọng, đúng không? Thì độ cứng nó cao thì cũng ảnh hưởng đến vấn đề gì đó là vấn đề về tải trọng, đúng không? Cái việc thứ ba là cái ưu điểm của cái đá tự nhiên lát sân này thì nó hoàn toàn tự nhiên, tức là cái vân đá nó chỉ có một thế này thôi, nhưng vân đá rất là nhiều, cho nên có những cái hoa văn hay là họa tiết ở trên này là hoàn toàn tự nhiên, không phải do gọi là nhân tạo tạo ra. Thì đấy là một cái điểm là khi mà các bác lát lên thì hoàn toàn là tự nhiên, đúng không? Nên cả cái sân, cái ưu điểm thứ ba của cái đá lát sân này thì như nào là ví dụ như trời mùa hè ngoài Bắc rất là nắng nóng, thì khi mà thay vì đó là các bác ví dụ như ở ngoài sân bê tông nó hấp hơi lên rất là nóng, thì thay vì cái đá các bác hình dung như kiểu có đá thì nó rất là mát, đúng không? Thì đây nó sẽ là giảm bớt được cái nhiệt cho toàn bộ khu sân, khu nhà mình ra, và khi các bác nào cần tưới nước lên trên sân này nó sẽ tạo độ mát rất là thích, nó rất là nhanh hạ nhiệt. Đấy là một cái ưu điểm của cái đá lát sân này. Và đương nhiên cái màu sắc thì tôi không nói, màu sắc này sẽ tạo lên cái điểm nhấn của cái ngôi nhà, đặc biệt là sơn trắng sứ hoặc là sơn vàng kem là một trong cái sơn xu hướng. Ok, thì đấy là, và đây là một cái màu gì, màu xanh đen, và Hùng cũng chia sẻ thêm là đây bên cạnh đây là một cái màu xanh rêu, đúng không, màu xanh rêu thì xanh ngọc, có thể là gọi là xanh ngọc, thì khi mà lên thì nó sẽ có màu như này, đúng không ạ,
Đó, thì ok. Rồi, đấy thì đó là hai cái màu top thứ tư. Top thứ tư ạ, thứ tư là biệt thự hay sử dụng. Ok, trên vừa rồi cũng chia sẻ các bác là bốn cái chủng loại lát sân xây nhà. Nếu các bác muốn xây nhà có một cái sân đẹp thì hãy quan tâm những cái loại vật liệu này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở các bạn ở video chia sẻ tiếp theo. Và các bác nhớ đăng ký, ấn vào đường link bên dưới để Hùng có những cái quà tặng dành cho các bác mà đang chuẩn bị đó, đang chuẩn bị xây nhà hoặc là đang quá trình hoàn thiện để hiểu thêm được số vật liệu khi mà xây nhà.